Tối ngày 10 tháng 9, mực nước lũ trên sông Hồng, đoạn chảy qua quận Hoàng Kiếm, Hà Nội, dâng nhanh, gây ngập nhiều ngôi nhà ở khu dân cư ven sông thuộc phường Chương Dương và Phúc Tân. Lo sợ lũ tiếp tục dâng cao trong đêm, người dân nơi đây vội vã thu dọn, di chuyển đồ đạc và tài sản để sơ tán khỏi vùng ngập. Theo ghi nhận vào tối cùng ngày, tuyến phố Chương Dương Độ, phường Chương Dương, quận Hoàng Kiếm đã bị ngập khoảng 100 mét do nước lũ dâng cao từ sông Hồng làm nước tràn vào nhiều ngôi nhà hai bên phố. Trước đó vào buổi sáng, nước chỉ mới móc mé phía dưới phố này. Khi nước lũ tiếp tục dâng cao, điện lực quận Hoàng Kiếm đã phải cắt điện tại những nhà bị ngập, khiến nhiều người dân phải dùng nến để thu dọn đồ đạc và chạy lũ. Tương tự, tại phố Phúc Tân, nước lũ lên cao trong đêm cũng khiến nhiều nhà dân ven sông Hồng bị ngập. Mọi người tất bật thu dọn đồ đạc để tránh lũ.